Xin nồng nhiệt chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Văn Hóa Chân Sự. Và tôi đang có mặt tại Giao Long Giao Thủy Nam Định, và đây là giáp với lại đê đê biển. Giao Thủy là một trong những huyện có bãi biển Quất Lâm. Ở đây thì tại khu chăn nuôi của anh Hòa. Kia là đê biển, những con tàu cũng đang được Đấy, xin chào nhá, chào chủ nhân. Đấy, chủ nhân. Đây là phu nhân này. Chúng tôi đang hỗ trợ số phổi đây, các bạn cùng theo dõi. Mặc dù là mùa đông nhưng mà xen kẽ với cái nắng nóng. Tại ven biển, một miền quê rất thanh bình. Thanh bình. Cái đấy là để bắt cá à. Vâng, hiện nay thì các bạn thấy là cái chỗ này nó hơi bị to. Trước đây thì nó có một vài ba cái cành cắt đi thì nó mím, nó sẽ bị to ở đầu. Xanh này da rất dày, sần sùi đẹp. Thì chúng ta bây giờ phải xử lý cái vết to này đi. Tôi xem. Yeah.
bê bê đấy à. Đấy, như vậy là chúng ta có được một cây thành nhất anh nhất hả? Đó, chúng ta thành một cây riêng luôn. Đặt nhẹ để gọt đầu. Thôi đi. Và bây giờ khi mà cắt rồi thì các bạn thấy là cái vết cắt nó sẽ bị to. Các bạn thấy là cái vết cắt nó to, nhưng mà vậy thì chúng ta phải xử lý tạo những cái vết sẹo mà nó mang tính mềm mại một chút thì sau này nó vén vào nó không bị thô các bạn. Vế mặt này mà khi các bạn thấy là khi mà cắt cái này đi, ta sẽ lấy mầm nó bé đi, cái cốt nó sẽ dẻo các bạn. Ở đây thì sẽ dựng một cái ngọn đảo về làm cốt thân. Phần này mình sẽ quay xuống đây và bên kia thì các bạn cốt rất là đẹp. Nó mềm dẻo ngay từ bé các bạn. Thế thì khi mà cắt cái cốt này đi thì các bạn cắt cái tay này đi thì các bạn sẽ thấy cốt nó rất là dẻo. Vâng, cái bệ này là do bị úng nước các bạn nhé. Nó úng nước do đó thì nó bị thối, nên là phải cắt hết cái phần thối đến chỗ nhựa đi, xong bắt đầu xe nhựa thì chúng ta bắt đầu mới nó mới ra được rễ mới thì nó mới sống. Nó thối hết rễ rồi các bạn nhé, chúng ta phải cắt đi, nó bị úng nước. Giữ nguyên. Để cái mầm cho anh Mai. Vâng, là do nó bị úng nước nên là thối hết.
thối ở dưới à? Không, đi vào bên nó mới ngập đến đấy. Rồi các bạn thấy tôi cắt cái phần nó bị to cái chỗ này đi nhá. Và cái bệ thì nó bị úng nước nó thối, phải cắt đi, cắt đến cái chỗ nhựa để chúng ta nó chờ cái rễ mới nó ra. Cái này là cái ngọn này, cái ngọn là cái chỗ này nó bị xù á, nhưng mà chúng ta khi mà nó xù chúng ta tận dụng làm bệ luôn. Đây, cái này nó vào đây thì nó sẽ đẹp. Cái mặt này thì nó sẽ che được cái huyệt kia, nhưng mà cái nhưng mà mặt đằng kia các bạn nhìn thấy nó rất là nhũn. Cái đoạn này nó rất là nhũn, sau đó thì nó sẽ lên và nó sẽ gập lại này. Rồi bây giờ chúng ta ủ cát và chùm ni lông. Và thưa sư xin khép lại video này.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong video sau.